ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Đúng rồi, đúng rồi vậy hả? Ủa chị sao vậy, chị sao vậy? À, giống em hồi nãy, giống em hồi nãy. Dạ chào chị, tôi tên Mạnh. À, chào anh, tôi cũng tên Mạnh. Dạ. Gì vậy? Ủa, trời em làm tôi rối quá, tôi lộn luôn. Dạ. À, chào anh, tôi tên là Ngọc. Dạ chị, em tới đây để tuyển dụng tài xế đó. Rồi rồi, được rồi, khỏi tuyển nữa, nhận luôn. Khỏi phỏng vấn gì hết, nhận luôn. Dạ nhận luôn rồi. Ủa, chưa vô làm luôn. Hả? Không cần. Trời ơi, nhà này đang cần người gấp quá cho nên là nhận thấy anh một cái là vô làm luôn. Cao to đẹp trai là vô làm luôn. À, dạ, vậy khi nào em bắt đầu làm được chị? Khi nào làm việc được? Điện thoại sao, điện thoại sao? Thôi bây giờ anh về đi. Rồi khi nào làm việc được thì tôi sẽ gọi cho anh sau nha. Dạ, cảm ơn chị. Vậy hồ sơ tuyển dụng khỏi luôn. Khỏi luôn. Lấy đi. Trong này có cái gì không? Có cạp visit đồ này nọ đi cho con. À cạp visit hả chị? Cạp visit rẻ quá, em không có in. Có em có in hình trong đây nè. Đó, em in hình xong cái em ký tên ở đây, số điện thoại em ở đây luôn đó. Trời ơi, nhìn thấy cái bản mặt em á là người ta biết là em. Dạ. Hay quá. Trời ơi. Ê khoan, chụp tấm hình được không? Được. Chụp em với em nha. Đây. Đó. Rồi tạo dáng. Cắt đi. Em đi ra đi. Trời ơi chị. Được rồi. Trời ơi đẹp trai quá. Dạ. Hình đẹp quá. Dạ. Anh thôi không sao đâu. Cái tấm hình này hai chị em xài chung được rồi. Xài chung. Dạ. Một tấm hình xài chung được. Dạ xài chung ha. Vậy giờ sao vậy? Anh về đi. Anh về đi. Có gì điện thoại liền, điện thoại báo lịch lên làm việc liền. Dạ. Em về. Dạ, anh về đi. Anh về đi. Dạ. Vô, trời ơi. Anh về đi. Anh ơi. Anh về đi. Dạ. Dạ được anh. Cuối cùng cũng tìm được người thích hợp rồi. Ủa mẹ, cô Tị đi nữa hả mẹ? Thì đó, ăn cơm xong một cái thồn một đống chén đũa trỏng kìa. Tất ta tất tưởi bỏ đi liền tay luôn. Trời ơi bà này á, thì cái tự nhiên dạo này bà thay đổi tính ghê hồn luôn á. Từ ngày bà có bồ tới giờ đó con. Cô Tị mà có người yêu là sẽ bỏ bê việc nhà, là không có bao giờ mà hoàn thành tốt việc nhà. Rất là nguy hiểm mẹ ơi, con thấy không bao giờ được, không bao giờ được. Con nói quá. Tức là gì nè, bà thồn ở đó xong, chút xíu bà đi về rồi bà rửa. Tức là bà chỉ bỏ bê một chút xíu chuyện nhỏ nhặt thôi, còn cái chuyện lớn là bà vẫn làm. Coi vậy chứ chu đáo lắm đó con. À dạ, nếu vậy con yên tâm. Ừ. Mẹ ơi. Gì? Kim Anh chưa về hả? Nay em đi trực rồi. Hey, mẹ, bây giờ vậy ha. Sẵn có con Tùng đây. Ừ. Rồi nhà mình chỉ có thiếu là anh chị hai. Ừ. Kim Anh với cô Tị thôi chứ thực chất nhà mình đông đủ. Ừ. Thì con xin là thông báo với mọi người, con sẽ đi học lớp diễn xuất. Anh nói gì? Học lớp diễn xuất. Con đó nha. Con á. Dạ. Mẹ rầy con đó, không chịu cho nó ăn rau, ăn trái cây cho đầy đủ. Nó thiếu cái vitamin C, rồi nó dẫn tới cái căn bệnh quan tưởng. Ăn đi con, ăn đi, ăn một miếng táo hay miếng ổi rồi. Không mẹ, có ăn một trái sơ ri cho mẹ. Ăn trái sơ ri. Một trái sơ ri á là bằng ba trái táo đó. Con ăn đi. Con bớt lại con ấy đi con. Đây được, đáp xuống đi. Mẹ, con hỏi nhỏ cái. Bộ bệnh suyễn nó có di căn qua thần kinh nè. Cái dây thần kinh có di căn không? Ba chị ba. Hả? Chị lưu liền giùm em số điện thoại của cái ông này. Của ai? Bác sĩ chữa bệnh quan tưởng. Hay, cảm ơn em, chúc chị dắt ông đi liền. Dạ đi liền giùm em nha chị. Lưu liền giùm em, dạ. Dạ đi liền giùm em. Không, mọi người không hiểu tôi, mọi người
người không hiểu tôi đây nè, hãy nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi. Với một tướng tá như thế này, một khuôn mặt như thế này, một cái giọng nói như thế này, chắc chắn tôi sẽ làm diễn viên được và tôi sẽ tỏa sáng. Lúc đó mọi người đừng có coi thường tôi. Mẹ hiểu không? Mẹ. Mẹ. Vợ ơi, Tùng ơi, mẹ... ta chẳng còn ai. Gì vậy? Đang ăn cơm tự nhiên đưa hình trai đẹp chi vậy? Em khoe thành tích. Thành tích gì? Nè 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 nè, đừng nói với anh á là em cua được người ta chưa? Cái gì vậy trời? Em nói tầm bạ gì vậy? Em có chồng rồi nha. Chồng em là số 1 luôn á, còn mình cua gì? Anh quên là anh giao cho em một nhiệm vụ hả? Một nhiệm vụ gì? Tìm tài xế. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi cuối cùng tìm được chưa? Nè, tài xế của anh á. Cái gì tài xế hả? Ôi cha ơi, tài xế mà đẹp trai vậy? Thích được phải không? Em nói cho anh biết nha, em phải cực khổ dữ lắm em mới tìm ra được người này đó. Vậy hả? Tìm được là tốt rồi. Ừ, anh nè, chịu rồi đúng không? Nghe anh nói nè. Sao? Ngày mai á, hẹn anh ta tới đi rồi anh phỏng vấn luôn. Ừ. Nhưng mà còn chuyện này em quên nói với anh. Chuyện gì nữa? Em quên hỏi ông này biết lái xe hay không rồi. Trời đất ơi, em tuyển tài xế mà quên hỏi là sao? Thì tại vì em chỉ đăng là cần đẹp trai thôi, không có cần biết lái xe. Cái gì? Tìm đẹp trai thôi hả? Rồi không biết lái xe à? Rồi chừng nữa chẳng lẽ anh chở đi làm hả? Không, em định tuyển về xong rồi mình đào tạo cho người ta. Đào tạo? Hả? Là cho đi học đó hả? Thôi thì dẹp anh cái. Mình không có dư tiền đâu. Tự nhiên đi tuyển về đào tạo tốn tiền mình. Bây giờ nè, ngày mai hỏi anh ta có biết lái xe hay không. Nếu mà không á thì tìm người khác. Thôi được rồi, bây giờ ăn cơm xong rồi em gọi hỏi được không? Ừ. Nhưng mà em bảo đảm với anh sẽ hài lòng với sự lựa chọn này của em. Thì thôi được rồi, ăn cơm đi. Nè. Cảm ơn nha. Anh Trọng, hôm nay sao có chuyện gì buồn hả? Phải, em đang nhớ lại cái chuyện của thầy Tâm đó. Tự nhiên thấy thương ổng quá à. Gì? Mày thương thầy Tâm hả? Ừ, mà ơi, ghét thầy dữ lắm mà. Đúng rồi đó. Có chuyện gì mà anh thay đổi thái độ đột ngột quá vậy? Bữa đó, nó với bọn này chơi khăm thầy. Nhờ vậy mới biết hoàn cảnh của thầy cũng tội nghiệp lắm. Ở chuyện sao kể nghe coi. Mẹ của thầy Tâm á khó chịu lắm. Mà tôi nghĩ ổng tưng tửng vậy là chắc một phần cũng do mẹ ổng á. Trời ơi, sao thầy tội nghiệp vậy? Cái người cũng kỳ nữa, tự nhiên cứ chơi thăm thầy à. Ồ. Phải, tại vì bực bội đó. Bực cái chuyện hôm bữa bắt lau cái sàn của lớp cả tháng trời nè. Ê. Ủa mà tự nhiên sao thầy Tâm đi xin làm tài xế vậy ta? Oan gia, bụng chiếc chiếc oan gia, bụng chiếc chiếc yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, bụng chiếc chiếc oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay.